Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của em Toan Hàng Nhật Bãi ạ. Hôm nay em có một số hàng bãi Nhật mới về, em lên video để giới thiệu với các bác mình đây ạ. Hôm nay em có một cái nén khí nha, nhỏ gọn, và một số mẫu dìu của quân đội Mỹ nha các bác. Quân đội Mỹ em có một cái cung bằng đồng ạ. Cái cung bằng đồng dài khoảng 1m2. Và em có một cái bình giữ nhiệt, có cái ba lô của Thụy Sĩ và một số mẫu gốm của Nhật chưa qua sử dụng ạ. Em có một cây gậy leo núi của Pháp nha, size lớn các bác, và một số mẫu rìu, dao, bonsai, rồi đồ nghề Nhật bãi các bác ạ. Đồ nghề Nhật bãi em có hai cây xẻng nha, còn mới chưa qua sử dụng. Rồi hôm nay em lên là mã C. Các bác xem video của em thì cho em xin lượt like, lượt đăng ký kênh, không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Các bác xem video thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Hôm nay em lên mã 1 là D1, là em có một cái máy nén khí nha các bác. Em có một cái máy nén khí đây, nó còn nằm ở trong cái thùng này. Thùng còn rất là mới nha các bác. Cái này thì là sạc pin ạ. Nó có cục sạc và sạc 220. Không có đây, nó không có dầu. Máy thì là nó là 465 cm ạ. Đấy. Độ ồn thì rất thấp. Độ ồn thì rất thấp. Áp suất của nó là 9.3 và bình hơi của nó là được 9 bình nó chứa là được 7,6 lít và sạc pin là sạc 220 nha các bác. Sạc pin là sạc 220 luôn, có cục pin rời và cục sạc rời luôn này ạ. Pin và sạc. Cái máy này thì là D1, em bán với giá là 5.200.000 các bác. 5.200.000. Là cái máy ạ. Pin cộng sạc thì là 3.300.000. Tổng cộng cái máy này là 8.500.000 các bác. Đây, em nổ máy thử cho các bác đây ạ. Đấy, hơi rất là căng ạ. Cái máy này thì là máy là 5.200.000 nhé các bác, còn pin và sạc thì là 3.300.000, tổng cộng là 8.500.000 ạ. Đấy, hơi của nó đây các bác. Đấy, em ấy thử hơi ra cho các bác xem này. Rất là căng ạ. Và em có cái súng này là em bán là 200.000 D3. Và cái dây hơi của em đây ạ. Dây hơi này thì là dây của nó dài là 12m nha các bác. Dây dài 12m của Korea là Hàn Quốc các bác ạ. Đấy, em thử thế là các bác biết rồi. Cái dây này của em là dài 12m D2, em bán 200.000. D2 là 200.000. Cái súng là D3 200. Đấy. Rồi em có D4 ạ. D4 thì em có một cái phun sơn. Cái này thì là cái bình của nó là dung tích là 750 nhá các bác. 750. Còn mới ạ, chưa qua sử dụng. Của nó là F75 đây. Và nó có da ban đóng lên đây ạ. Da ban đóng lên đây. Cái đầu này thì là để gắn hơi vào, và cái này là chỉnh sơn ạ. Đây, em mở cái bình ra cho các bác xem ạ. Đây, mới chưa qua sử dụng nhá các bác. Cái đáy của nó đây còn rất là mới ạ. Dung tích là 750. Hơi của nó đây, em thử cho các bác. Và cái đầu của nó đây ạ. Đầu sơn đây. Đấy. Đầu này là, đây các bác nhìn đây là biết ạ. Hơi rất là đầy, căng nhá các bác. Khi các bác ấy thì là gắn sơn ở đây. Đấy, D4 em bán là 320 nhá. Cái phun sơn này các bác. D4 320. Em qua D5 ạ. Em qua D5 thì em có một cái ba lô. Ba lô đây, ba lô này của Thụy Sĩ nhá các bác. Nó có cái logo của Thụy Sĩ đây. Và trên này là cũng có đây, Sweden đấy các bác.
Cái này thì nó ngang là 28 và dài là 45. Kích thước là vừa đủ vừa tầm ạ. Cho các bác mình đi du lịch hoặc là văn phòng, các em học sinh đi học đeo ba lô này cũng được ạ. Cái ba lô này thì hình thức của nó rất là đẹp ạ. Hình thức rất là đẹp. Hai bên này thì là nó có hai cái túi này để các bác đựng, có thể đựng cái này thì đựng chai nước suối nha các bác. Bên này thì mình đựng những vật dụng nhỏ của mình. Và nó ngăn đầu tiên của nó đây ạ, là nó thiết kế là dọc nhá các bác. Đấy, thiết kế là dọc, bên trong này lớp vải rất là mềm mịn ạ. Rồi ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai đây các bác mình. Ngăn thứ hai đây. Ngăn thứ hai này nó cũng làm những cái ngăn nhỏ ở bên trong này ạ. Ngăn thứ hai cũng ngăn nhỏ bên trong. Và em qua ngăn thứ ba nhé các bác. Ngăn thứ ba này cũng có ngăn thứ ba này thì nó cho mình cái túi này, có thể sau này mình đi trời mưa, vào mùa mưa mình đeo thì mình chùm cái này lên này, chùm cái này làm cái áo mưa luôn cho cái ba lô này, không bị ướt, mình đeo thoải mái ạ. Và cái quai của nó là một sợi dây cáp nhé, rất là chắc chắn luôn, luồn sợi dây cáp mình xách nặng cũng vô tư các bác. Và ngăn nữa của nó đây ạ, ngăn này ngăn chính nhé các bác, nó lại còn có cái dây cáp đây. Hình thức của nó thì đẹp vô cùng rồi, vừa vặn. Và khóa của nó nhá thì là rất là ok nhé các bác. Đấy, em kéo khóa thế là các bác biết là nó như nào rồi. Cái khóa nào cũng có logo của Thụy Sĩ hết luôn ạ. Đấy. Và đặc biệt nó có một cái khóa số để cho các bác mình để đồ của mình, những cái đồ giá trị cao ở đây mình khóa lại. Đây, mình nhấn cái này mình kéo ra. Đây, nó đang mặc định là 3 số 8 thì về các bác thì nhấn tay này. Kéo và đặt số là phải nhớ số. 1 ngăn, ngăn ngoài cùng 2, 3, 4 ngăn ạ. 4 ngăn và dưới đáy này cũng có 1 ngăn nữa nhá các bác. Dưới đáy cũng có 1 ngăn nữa. Đấy. Và nó thiết kế như thế này các bác. May một cái miếng nệm vào đây, ví dụ như mình đeo nặng nó không thể cấn vào lưng, nó không đau nhá các bác. Này. Cái ba lô của nó, cái quai của nó đây. Đấy, một cái ba lô của Thụy Sĩ. Em giới thiệu với các bác rồi đấy ạ. Nó ngang thì là 28 mà dài thì 45. Em bán D5 là 460 nhá các bác. D5 là 460. Em qua D6 ạ. D6 thì em có một cái bình giữ nhiệt nhá các bác. Em có thêm được một cái bình giữ nhiệt đây. Hình thức của nó thì còn rất là mới ở trong cái hộp này. Và nó cái quai, cái lớp vải bọc ở ngoài này. Đấy, để nó bảo vệ cái túi này này. Vải này thì nó có quay này. Rất là mềm nhá các bác này, rất là mềm. Nó còn mới chưa qua sử dụng luôn. Và cái đáy của nó đây em quay cho các bác mình coi đây. Nó giữ nóng thì được 12 tiếng và lạnh thì 15 tiếng. Dung tích của nó là 1.000 mốt, là 1 lít mốt nhá các bác. Thép inox của mình là 304 là đã là giá trị rồi, mà đây là 316. Rất là tốt ạ. Nắp của nó thì mở ra đây. Em kiểm tra này, trong này mới tinh luôn. Nó còn là cái hút ẩm ở trong này các bác nhá. Khi các bác mình đi văn phòng, đi công trình, rồi các em học sinh đi học cả ngày thì mang cái này 1 lít nước là uống thoải mái rồi ạ. Mà nó giữ được nóng lạnh rất là cao. D36 thì em bán là 340 nhá các bác. 340. Này thì em đo dung tích của nó lít mốt rồi nhỉ em, nhưng mà em đo cái chiều cao của nó ạ. Nó rơi vào là 30 nhá các bác, rơi vào là 30 cm. Một cái bình D6 em bán là 340. D6 là em bán 340. Em qua D7 ạ. Em có một cặp bình. Một cái màu hồng, một cái màu trắng nhá các bác, của Nhật. Này. Hình thức thì rất là dễ thương. Đấy. Như thế này thì các em bé đi học thì là rất là thích. Và tem mác của nó dưới đáy đây ạ. Tem mác Nhật vẫn còn nguyên đây. Em kiểm tra đây rồi.
này, nó còn rất là mới ạ. À, cái này thì dung tích của nó là 750 nhá, 750ml các bác, còn rất là mới ạ, cho các em bé đi học. Cái này được hơn một chai nước thôi là em bé uống đủ một buổi rồi. Cái này thì chiều cao của nó này, chiều cao của nó là rơi vào 19 sen ạ. Cái đáy của nó đây ạ, đáy của nó là gần 7 sen nhá, 7 sen. Cái miệng của nó đây, khi các bác mình mở, các em bé này mở đây là uống, cắm ống hút vào là uống ạ. Cắm ống hút vào là uống, mới chưa qua sử dụng luôn. Hàng của Nhật đây. Em bé trai thì màu trắng mà bé gái thì màu hồng. D7 em bán 240k nhé các bác, 240k một bình. 240k trên một bình. Rồi em qua D8 ạ. Em qua D8 thì em có một cây cung bằng đồng nhé các bác. Cây cung bằng đồng. Em quay cận lại cho các bác coi đây. Nó bằng lông thiệt đây nhá các bác. Tay cầm của nó bằng lông thật, rất là êm ạ. Và hai cái đầu này, hai cái đầu này là đầu rồng các bác. Đầu rồng. Chữ của nó này, chữ của nó. Đấy, hai hàng chữ này. Và đây cái đầu ngoài này này, là đầu con rồng, con rắn đấy ạ. Hai cái đầu con rắn. Mà cái này nó dài khoảng 1m2 các bác nhá. Cái này thì nó có giá trị sưu tầm rất là cao ạ. Giá trị sưu tầm rất là cao. Và cái dây của nó thì mấy ông ở ngoài bãi em có hỏi thì bảo là bằng ruột con mèo ạ. Bằng ruột mèo cái dây này nhá các bác. Đấy, hình thức của nó thì rất là đẹp. Lông thì lông thiệt. Và nó cho mình một cái này là cái tên ạ. Đúng không các bác? Này cái tên này. Đấy này là nó có này là đầu làm này, nó làm bằng thủ công đó các bác, nó khắc cái khắc những cái hình gì trên này. Ở chỗ này thì là nó hàn nhá, hàn lại, cái đầu này là đầu hàn lại. Đây. Cái lưỡi cung này, tên cung này thì em đo nó này. Nó dài 60. Khoảng 65 cm ạ, khoảng 65 cm. Và thân cái cây cung thì nó dài 1m2. Dài 1m2. Đây em ấy cần để cho các bác mình coi đây, lông thì lông thiệt nhá. Đầu rắn, đầu rồng này đây. Đây em quay. Đấy. Lông thật rất là mềm, êm ái luôn. Đấy. Cái dây này là bằng ruột mèo. Rất là đẹp ạ. Cái cung này thì D8 em bán là 3.800.000 nhé các bác. Các bác mình sưu tầm thì liên hệ với em. 3.800.000. Đấy, em quay như thế này là các bác nhìn thấy chưa? Dài khoảng 1m2. Rồi, D8 của em là 3.800.000 một cây cung. Em qua D9 ạ. Em qua D9 nhé các bác. Em có một cây xẻn này. Cây xẻn này nó chiều dài của nó là 82 cm. Màu nó màu ghi, nó làm bằng thép nhé các bác. Mới 100% cho qua sử dụng. Hiệu hiệu này là hiệu logo nội địa Nhật nhé các bác. Tay cầm của nó trợ lực cũng bằng thép luôn. Nó có logo trước sau đây ạ. Còn mới chưa qua sử dụng nhé. Đây là nó do là vận chuyển thôi các bác. Vậy em đo chiều dài của cái lưỡi này. Chiều dài của ngang của lưỡi xẻn nó rơi vào là 17 năm ạ. Rơi vào 17 năm và dọc của nó là 22 cm. Một cây xẻn D9. Đây. Em bán 360k nhé các bác. 360k một cây xẻn mới chưa qua sử dụng. Rồi em qua D10 ạ. D10 thì em có một cây xẻn này mũi nhọn nhé các bác. Mũi nhọn. Tay cầm của nó cũng cầm trợ lực đây. Bằng thép ạ. Mà cây này thì nó lại màu này nhé các bác. Màu nó sáng hơn cây kia màu ghi. Đấy. Mới 100% chưa qua sử dụng ạ.
Đấy. Tem mác của Nhật nhá các bác. Tem mác của Nhật này. Các bác sợt này ra là Nhật này. Mới 100% chưa qua sử dụng. Cũng dài 82 cm. Em đo chiều dài của lưỡi sử dụng này ạ. À. Cây này thì lưỡi nhọn nha các bác, nó rơi vào 22 ạ. À. Và bản ngang của nó là 17. Bản ngang của nó là 17. Một cây xẻn màu sắc rất là đẹp ạ. À. Màu rất là đẹp. D10 em cũng bán 360. D10 cũng bán 360 nha các bác. Em qua D11 em có một cây kéo cắt bờ rào. Này hình thức của nó đây ạ, tay cầm của nó đây. Tay cầm của nó là còn mới chưa qua sử dụng luôn này các bác. Lưỡi của nó có chữ dập trên lưỡi đây. Và lớp sơn mạ nó còn nguyên, láng mịn nhá các bác. Lưỡi thì không có răm mẻ gì hết ạ. Cây này thì chiều dài của nó rơi vào 62 cm. Tem mác của nó còn đủ đây. D11 em bán 220k nhá các bác. D11 220. Đây nó có chữ khắc trên bề mặt đây. Lưỡi thì sắc bén. Và có ốc này tháo ra để mình mài được. D11 em bán 220. Em qua D12 ạ. D12 cũng một cây kéo cắt bờ rào nhá. Nhưng mà cây này thì nó là thép giấy xanh, 3 lớp thép. Đấy, lưỡi của nó thì đây. Chữ hai bên mặt đây ạ. Thép giấy xanh là các bác biết rồi. Rất là hiếm ạ. Cây này mình có thể mình phá cái này ra mình làm hai con dao lóc luôn cũng được nha các bác. Là được hai con dao luôn. Đấy, hình thức của nó thì đây. À, cái này nó cũng rơi vào độ 62 63 cm và lưỡi sử dụng của nó đây. Lưỡi sử dụng của nó rơi vào là 16 nha các bác, rơi vào 16. Này, lưỡi sắc bén chưa? Đấy, và đây là cái rãnh này tản lực nhá các bác. Đấy, thép giấy xanh đây. Láng mịn. Cây này là D12 em bán 340 nha các bác mình. D12 340. Em qua D13. D13 thì em có cũng một cây kéo này cắt bờ rào, như tay cầm của nó bằng nhôm nhá các bác. Tay cầm bằng nhôm và nó kéo ra được dài nhá các bác. Nó có thể kéo ra dài. Đấy. Kéo ra được dài hơn 1 mét. Đấy, và chiều dài của lưỡi sử dụng của nó đây. Lưỡi sử dụng của nó rơi vào 14.5 ạ. 14.5. Cái này có thể mình tháo ra để mình vệ sinh mài được. Tay cầm rất là dài hơn 1 mét. Và lưỡi thì sắc bén nha các bác. Lưỡi thì còn láng mịn, sắc bén ạ. À, cây này là D13. Em bán 160 ạ. D13 160. Em qua D14 em có một cái cây nậy nha các bác. Cây nậy này. À, lớp sơn mạ của nó thì nó có bong chóc này, là nó do ngoài bãi thôi. Đây nó có dấu nội địa Nhật này. À, chỗ này thì là nó hai cái này là mình bẻ sắt nhá các bác. Và đầu nậy của nó đây. Đầu nậy của nó còn rất là đẹp ạ. Đầu nhổ đinh, đầu nậy của nó cũng đây. Đấy, nó có da ban nóng này này. À, cây này thì size của nó là nó dài là 30 nhá các bác, dài 30 cm. D14 em bán 180. D14 em bán 180. Em qua D15 ạ. À, D15 thì em có một cái bộ mũi này. Nó là vừa mũi khoan và đầu vít. Nó có đầu cộng đầu trừ này các bác. Đầu cộng đầu trừ nó có số hết ở trên đây ạ. Cây này thì em bán là D15 180k. D15 180k. Rồi em lên hai cái gốm này đi cho các bác mình luôn nè, cho các bác mình coi luôn. Em có hai cái bộ này thì nó còn ở trong hộp nhá các bác. Này nó còn trong hộp, còn tem mác luôn. Tem mác của nó còn đây ạ. Và cái nó cho mình ba cái ly và ba cái đĩa như thế này ạ. Cái đĩa của nó thì nó có viền của núi này rất là dễ thương luôn. Nó ngang là 14 ạ. Ngang 14 và nó sâu là 4 nha các bác. Sâu là 4.
Cái đáy của nó qua là 6.5 ạ. Đáy qua là 6.5. Hoa văn của nó làm rất là đẹp ạ. Hoa văn làm rất là đẹp. Và ba cái đĩa thì giống nhau. Và ba cái ly này, ba cái ly có thể mình uống bia, nước ngọt. Có tay cầm đây ạ. Và em đo chiều cao của cái này, nó rơi vào 10.5 nhá các bác. Rơi vào 10.5. Và ngang của nó đây ạ. Ngang của nó là 7. Và đáy của nó là cũng 7.5. Đáy của nó 7.5. Ba cái ly giống nhau, ba cái đĩa giống nhau ạ. Đấy. Bộ gốm này thì là D29 em bán 380 ạ. Ba cái ly và ba cái gì? Cái đĩa luôn. Ba cái này thì Tết mình có thể mình đựng hạt dưa, các loại hạt ạ, bánh mứt lên đây được ạ. D29 này thì em bán 380k nhé các bác. 380 ạ. À rồi D này nữa. D28 này này, em có bộ này. Màu sắc của nó thì màu tím rất là dễ thương này các bác. Này. Nó có 10 cái ly nhá các bác. 10 cái ly. Còn nằm ở trong hộp này luôn. Đấy. Hộp còn mới đây ạ. 10 cái. Em đo ngang qua một cái ly nhá các bác. Miệng này nó có viền vàng nhá, là rất là nổi bật rồi ạ. Màu thì màu nó qua cam này thôi chứ nhìn bên ngoài rất là đẹp ạ. Nó ngang là 7 nhá các bác. Và nó cao là 5 cm. À cao là 6.5 ấy các bác, cao là 6.5. Và qua đáy của nó là được gần 4 cm nhá, gần 4 cm. Một bộ này 10 cái. À, nếu nhà mình có khách mà đến Tết đông ấy, thì mình rót này ra thì cho nó đồng luôn. À, D28 em bán 400k nhé các bác. 10 cái ly ạ. 10 cái chén để uống trà nhé các bác. Rồi em qua đây. Em qua D16 ạ. D16 em có một bộ khóa nhé các bác. D16 em có một bộ khóa này. Đầu thì đầu mở này. Và đầu này là đầu tuýp ạ. Nhưng mà nó lại lắt léo nhá các bác. Đầu lắt léo. À, cái này thì nó 8 này, 12, 14, 8, 13, 14, 10, 12. 5 cây. 5 cây. Hai đầu. Một đầu mở, miệng mở và một đầu tuýp lắt léo. D16 em bán 300k nhé các bác. 300k bộ này. Em qua D17. D17 thì em có một cây mài. Cây mài này. Cái này thì độ mịn của nó trên 1000 nhé các bác. Và độ bên này là 400. Cái này thì các bác có thể mài thô. Hình thức của nó thì rất là đẹp ạ. Này, dù dùng cho các bác gái ở trong nhà bếp. Đấy, hình thức của nó rất là đẹp. Và nó cho mình chiều dài của cái cây thước này là nó rơi vào là 28 ạ. Rơi vào 28 và lưỡi sử dụng của nó là 15 nhé các bác. Lưỡi sử dụng 15. Ngang của cái mài này, ngang của nó là 5 ạ. Ngang là 5 và cao của nó, và cao của nó là gần 2 cm ạ. Gần 2 cm. Nó thiết kế cho mình thì rất là nhiều tác dụng các bác. Đây mình có thể mình mài ở đây. Mài ở đây. Mình liếc dao ở đây. Mình liếc ở bên này trước ạ. Bên này là thô, còn bên này là mịn, lên tới 1000. Và có thể mình mài đưa lưỡi kéo vào đây mình mài. Đấy, đây trong này nó cũng có lưỡi luôn. Và cái này thì mình có thể mình làm xong mình treo lên cái móc ở trong bếp nhà mình. Cây này thì D17. D17 em bán là 230 nhé các bác. D17 230. Em qua D18 em có bộ cắt móng đức nhé các bác. Bộ cắt móng đức hiệu hai hình người này các bác. Và nó cho mình ba cái cắt đây. Móng này là cái này là móng xéo nhé các bác, cắt xéo. Mình cắt đưa vào đây mình cắt này. Và cái này thì nó nhỏ hơn này. Này thì size lớn hơn ạ. Mình cắt những cái móng dày. Và cây nào nó cũng có logo hai hình người hết nhá các bác.
các bác mình có thể mua về sử dụng hoặc là mình làm quà biếu. Rất là đẹp ạ. D18 em bán 180 nha các bác. D18 em bán 180 một bộ, 3 cây cắt móng hiệu của Đức đây, hai hình người. Juring là hai của Đức ạ. Bộ này là D18 em bán 180 nha các bác. Em qua D19 ạ. Nó còn trong hộp nha các bác. Các bác có thể mua về thì là để làm quà biếu, quà tặng được đây. Đấy, cái bộ cắt này. Em qua D19 ạ. Em có một cái đe. Cái này thì hình thức của nó đây ạ. Chữ Nhật đây nha các bác, nó có số trên này và nó mạ vàng nha các bác. Mạ một lớp vàng này. Nhỏ gọn. Này thì nó có giá trị sưu tầm nha các bác. Này, em đo chiều dài của nó đây. Nó là 5,5 nha các bác. Và ngang của nó là được 1,5 ạ. 1,5 cm. Đấy, và cái đáy của nó qua đây là 3,2 cm ạ. Cái đe này là có giá trị sưu tầm thôi các bác. Rất là đẹp luôn. Mình để trong tủ kiếng trưng bày sưu tầm. D19 em bán 380 ạ. D19 em bán 380. Em qua D20 ạ. Em có một cái mỏ led đây ạ. Này tự động nha. Này. Cái mỏ led ạ. Này. Mở ra mở vào đây các bác, chân chu nhá. Giá bán đây. Và cái này thì nó có rất nhiều tác dụng này. Khi các bác mình có một cái này thôi, mình để ở trong cốp xe. Này, nó có dao này. Nó có cưa này. Và những cái này để mở được các bác nhá. Và nó cho mình là này, cái này có thể đèn mình tối đến mình không nhìn thấy, mình mở ra mình coi xem là nó hư xe ở chỗ nào hay như thế nào. Và nó có ba cái đầu đây cho mình đây. Đầu cộng, đầu trừ, đầu bông. Mình có thể mình gắn lên để mình xài. Đấy, mình gắn lên đầu này này. Ba cái đầu này. Đấy, mình mở ra được này các bác. Ba cái này mình mở ra, mình lấy mình gắn vào đầu đây để mình mở được. Đây hình thức của nó đây ạ. Đấy, hình thức của nó rất là dễ thương. Có da ban đây. Đấy, mình gấp lại. Những cái đồ này nó gói gọn tất ở trong cái này rồi. Khi các bác thợ mình có một cái này thôi là đi xa, đường xa các thứ là mình có, mình xử lý rồi. Cây này thì là nó size là 15 nha các bác. Size 15. D20 em bán 250 nha các bác. Một cái mỏ led đa năng 250. D26 ạ. À D21 ạ, em qua D21. Em có một cái mỏ hàn ạ. Đây cái đầu của nó đây các bác, bằng đồng nhá. Và dây thì em kiểm tra nó hết rồi. Dây liền lạc hết nhá các bác. Cái này thì sạc vào điện 110. Này công tắc của nó đây ạ. Sạc điện 110 nhá các bác. Cái cán của nó vẫn còn mới như thế này ạ. Đấy cái đầu của nó đây. Cây mỏ hàn này là D21 em bán 150. Em kiểm tra dây hết rồi, liền lạc hết nhá các bác. 120. Em qua D22. D22 thì em có một cái mỏ led này. Ra bàn đây nhá các bác. Nó thiết kế cái này thì rất là nhẹ ạ. Thiết kế như này rất là nhẹ. Hai bên của nó, thép của nó đây ạ. Đấy, hiệu con tôm nhá các bác. Hiệu con tôm. Súp bờ ấy ạ. Và răng lợi của nó đây. Đấy. Khi các bác mở ống nước được nhá thì là nó rất là lớn nè. Đấy, miệng nó mở như thế này, để em đo xem cái miệng của nó bao nhiêu ạ.
miệng của nó rơi vào là 8.5 nhé các bác. Rơi vào 8.5, còn rất là mới, chưa qua sử dụng luôn. Hiệu Super đây. Đấy, em đo chiều dài của cây này à, nó rơi vào là 28cm nhé các bác. Rơi vào 28cm. D22 em bán 320 nhé các bác. D22 320, còn mới tinh luôn. Em qua D23. Em qua D23 thì em có một bộ lục giác này của Mỹ nhé các bác. Bộ lục giác của Mỹ này, nó còn trong cái hộp đây. Đấy, em mở ra cho các bác coi. Nó đầy đủ các đầu lục giác này, 5, 4, 3, 2 phần 5, 2, 1 phần 5 nhé các bác. Đây là 18, 6. Và trên cây này là nó có US hết nhé các bác. Này, nó có chữ ở trên cây nào cũng có hết luôn đấy ạ. Cây nào cũng có US luôn nhé các bác. À, bộ lục giác này thì D23 là em bán 360. D23 là em bán 360. Còn tem mác nhá, rất là đẹp luôn này, USA đây, còn nguyên bản luôn này. D23 360 các bác. Em qua D24 ạ. D24 thì em có một cái kéo cắt vải này thì size lớn nha các bác mình. Size lớn. Ốc nó bằng đồng đây. Bề mặt lưỡi của nó đây ạ. Mũi của nó rất là khít luôn đây. Đấy. Ra bàn nha các bác. À, tay cầm của nó là lớp sơn mạ màu đen. Và em đo chiều dài của cây này, nó size lớn, nó rơi vào là 32 các bác ạ. 32, và lưỡi sử dụng của nó là 14 năm. Lưỡi sử dụng 14 năm. Ốc của nó bằng đồng. Ốc bằng đồng, có thể mình mở ra để mình mài rũa được. Đấy, một cây kéo hình dáng nó rất là đẹp. À, các bác mình mua về thì có thể nhà mình sử dụng cũng được, cắt quần, cắt áo, hoặc là tặng cho người bạn nào biết làm may á các bác, rất là quý luôn. Cây D24 này em bán 240k, cây kéo cắt vải 240k. Em qua D25 ạ. Em có một cây cưa nhá. Này, cây cưa đây. Răng của nó này rất là sắc bén luôn ạ. Không có một cái lưỡi nào cong vênh hết nha các bác. Và hiệu của nó đây. Hiệu của nó đây, bên này nữa đây các bác. Đấy, em đo chiều dài của cây cưa này. Tay cầm của nó chỉ có chày một tí chỗ này thôi các bác. Này, em đo qua ngang của cây cưa này thì nó dài là 46cm. Và lưỡi sử dụng của nó, lưỡi sử dụng của nó là 23 nha các bác mình. Lưỡi sử dụng 23-24cm đấy. Đấy. Một cây cưa sắc bén luôn. D25 em bán 180. Em qua D26 em có một cái lưỡi xẻn này. Lưỡi xẻn này thì về các bác thiết kế cán. Và hai bên răng của nó đây ạ. Lớp sơn mạ nó còn nguyên. Cái này là nó chưa qua sử dụng nên là nó ở ngoài bãi thì nó có thể là xét rỉ một tí, về các bác mình vệ sinh đi là xài thôi ạ. Đấy, cây lưỡi xẻn này thì nó bằng thép nha các bác. Này, em đo ngang qua của nó là 21 ạ. À, dài 21 ạ. Ngang của nó là 25, à ngang 15. Lưỡi nhọn. Các bác thiết kế cán nha. Thiết kế cán. Cây này thì D26 em bán 100k. Em qua D27 nhá, có một cái cây leo núi của Pháp. À, cây này của Pháp mà size nó size lớn nha các bác. Hôm em có bữa em có cái cây size nhỏ. Cây này thì nó có lớp da này, có cái vỏ da bọc ở cái lưỡi nó đây. Tay cầm của nó cũng có cái lớp da luôn, và cái dây này này. Để khi các bác mình leo núi thì quấn cái dây này vào tay mình cầm cái này. Này, còn mới nha, lớp sơn mạ nó còn nguyên này các bác. Đầu này đây. Em đo chiều dài của cây này.
Cây này nó là 60 sen các bác, size 60 nhá. Và ngang của cái lưỡi của nó đây. Ngang của nó là rơi vào là 28 ạ. Nó rơi vào 28. Và nó có đầu của nó đây ạ. Nó có tem mác của Pháp đây nhá các bác. Size số này 25/25 1/2 này. Đấy, lớp sơn mạ thì còn nguyên. Em mở cái đầu bên này nữa cho các bác mình coi. Đây. Frăng này là của Pháp nhá các bác. Frăng nó đóng lên đây. Đấy. À, K18 là em vẫn 780k nhá các bác. 780k. À, em qua đây. K27 là cây leo núi 800k. Và em qua 33 đây. Em lên em lấy cái lưỡi cưa này trước cho các bác nhìn đây. Em có 30 này là lưỡi cưa lá nhá các bác. Này, cái cưa lá này, cái những cái này là nó dính nhựa thôi. Dính nhựa của nó cắt thôi các bác. Răng của nó thì là sắc bén nhá. Một bên là răng nhỏ này. Bên này răng lớn hơn này. Tay cầm nó có quấn mây rồi. Cái này còn mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Này là nó xài lướt thôi. À, nó rơi vào 57 sen. Đây 57 sen và lưỡi sử dụng của nó. À, lưỡi sử dụng của nó là 24 năm ạ. 24 năm. Bản ngang của nó là 9.5 nha các bác. 9.5. Đấy. À đây là nó có một cái răng này thôi này các bác. Này, có một cái răng này thôi. À, D30 em bán 100k. Em qua D31 nha các bác. D31 thì em có một cây cưa này. Tem mác của nó còn nguyên đây. Và trên lưỡi của nó thì nó có đóng chữ đây, có dấu nội địa của Nhật luôn các bác. Đây bề mặt của lưỡi đây. Răng của nó là rất là sắc bén luôn. Em đo chiều dài cây cưa này. Nó khoảng 70 sen các bác. Cái này là khoảng 70 sen ạ. Và lưỡi sử dụng của nó rơi vào 41 sen. Rơi vào 41 sen và bản ngang của nó chỗ lớn nhất nha các bác. Chỗ lớn nhất nó rơi vào 7 sen. Chỗ này là nó do là nó ở ngoài bãi nó có hơi xuống màu này một tí nhưng mà nó vẫn láng mịn nha các bác. Này, vẫn láng mịn chứ không có phải là rỗ sâu cả. Đấy. D31 em bán 180 ạ. Rồi em qua D32 nhá, em cũng có một cây cưa lá này, tay cầm của nó đây. Này thì size lớn nhá. Đấy. Răng của nó đây ạ, sắc bén nhá các bác. Không có một cái răng nào chảy chọt hết. Đấy. Em đo chiều dài của cây cưa này. 60. Cả cán của nó rơi vào là 60 rồi mới lại 40. Cái này 1 mét các bác. Cây này nó dài 1 mét ạ. Và lưỡi sử dụng của nó đây. Lưỡi sử dụng nó là 55 sen. Lưỡi sử dụng 55 sen. Một cây cưa size lớn nha các bác. Sắc bén. À, D32 em bán 210 ạ. Rồi em D33 em có một cái kẹp mỏ hàn nha các bác. Kẹp mỏ hàn. Nó còn ở trong cái hộp này ạ các bác. Răng lợi của nó đây ạ, em quay cận lại cho các bác coi. Tay cầm của nó là nhựa rất là chắc chắn luôn ạ. Này, em rút đây ra cho các bác mình xem này. Này. Đây nó dẫn là rất là cao luôn. Đấy. À, nhựa của nó thì màu này ạ, tay cầm thì chắc chắn luôn. À, size của nó thì em đo đây cho các bác đây. À, nó rơi vào 25 năm ạ. Một cây kẹp mỏ hàn D33 em bán 250 nha các bác. 250k. Còn ở trong hộp như thế này ạ. Còn ở trong hộp như thế này. Em qua D34 ạ. Em có một cây bào nha các bác. Một cây bào đây. Hình thức của nó rất là mới.
và nó có chữ đóng trên bề mặt đây. Cái chốt của nó rất là chắc chắn ạ. À. Lưỡi của nó thì đây ạ. À. Đây. Em đo chiều dài của cây bào này. À, nó rơi vào là 27 nhá các bác. Và bản ngang của nó là 8. Cái này size lớn ạ. À. Chiều cao của nó là 3.5. Chiều cao của nó là 3.5. À, cái thép của nó là thép rèn thủ công nhá các bác. Thép rèn thủ công. Và lưỡi sử dụng của nó thì là 6 sen nhá. Sắc bén nhá các bác. Một cây bào này thì là em bán D34 là 150 các bác ạ. 150. Em qua một cây đà bào nữa. Này nó nhỏ. Này còn tem mác các bác ạ. Còn tem mác. Cái chốt của nó cũng chắc chắn nha. Nhỏ gọn. Size của nó thì em đo đây. Nó rơi vào là 18 ạ. Rơi vào 18 và ngang của nó là 5.5. Nó cao là 2 sen. Cao là 2 sen. D35 em bán là 100k các bác. 100k. Em qua D36 ạ. D36 thì em có một cái cạp đây ạ. Hiệu của nó là Masakuni nhé các bác. Nè. Masakuni. Mazenjapan đây. Đấy. Cái này là nó là thép rèn thủ công thì màu thép nó thế này nhé các bác. Này, lưỡi của nó đây ạ. Cái này thì size lớn nhé các bác. Size lớn. Em đo chiều dài của cây cạp này nó rơi vào 26 các bác, rơi vào 26. D36 em bán 300k. D36 em bán 300k. Em qua D37 ạ. Em có một cây kéo này cắt đồ ăn chín nha các bác. Cắt đồ ăn chín nhất là gà luộc. Gà luộc. Sườn non nướng. À, lưỡi của nó rất là sắc bén. Này bên này là có một lớp răng cưa nó chống trượt đấy các bác. Và lưỡi thì rất là đầy, sắc bén luôn. Khi mình sử dụng xong thì mình đóng cái chốt này lại đây các bác. Đóng cái chốt lại. Các bác mình có thể tháo này ra. Làm hai miếng luôn. Tháo cái ốc này ra là mình mài rất là dễ ạ. Và tay cầm nó có lớp sơn mạ màu này. Chiều dài của cây kéo này thì nó rơi vào là 26-27 nha các bác. Và lưỡi sử dụng của nó là 10 sen. Lưỡi sử dụng 10 sen. Các bác mình mà đi kéo ra sân ăn nhậu hoặc ra cổng thì mình lấy cái kéo này mình cắt đồ ăn chín luôn. Mình không phải lấy dao thớt gì nữa nha các bác. Rất là tiện lợi. D37 em bán 240 nha các bác. D38 ạ. D38 thì em có một cây kìm chết này nhá các bác. Này nó có hai bàn tay nắm lấy nhau này. Đấy. Thép của nó đây. Và nó có hàng chữ đây nhá các bác, khắc trên đây. Đấy, em đợi cận cho các bác đây ạ. US đây, USA. Răng lợi của nó thì còn mới nha các bác. Em mở ra để cho các bác xem răng lợi của nó đây. Này. Còn sắc bén nha các bác. Một cây kìm này. Cây kìm chết này size của nó đây ạ. Size nó mà 25 sen nhé các bác, gần 25 sen ạ. D38 em bán 260. D38 260 một cây kìm này. Lớp sơn mạ nó màu rất là còn nguyên, rất là đẹp ạ. Đấy, lớp sơn mạ rất là đẹp. D38 260. Em qua D39 ạ. D39 thì em có một cái búa mini nhé các bác. Nó còn tem mác này. Đấy. Tay cầm của nó đây. Và cái đầu của nó, đầu đóng này nó đổ lên một lớp keo chắc chắn nha các bác. Và nó có chữ đây này. Đấy. Nó khắc hơi lên chữ, khắc chữ bằng hơi lên cán nha. Một đầu đóng, một đầu gò. Cây này là chưa qua sử dụng luôn các bác mình. Em đo chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 16 năm.
Và hai đầu của nó đây ạ, hai đầu qua hai đầu của nó đây là 9 sen. Đầu của nó đây. Đấy, mới chưa có chày trượt gì hết ạ. À, một cây búa mini này D39 em bán 160 nha các bác. 160 nó còn tem mát. Hình thức của nó thì rất là đẹp. À, em qua D40 em có một cây kìm điện nha các bác. Cây kìm điện. Lò xo của nó chữ V nha các bác. Này. Cái lưỡi cắt nó rất là khít ạ. Rất là khít, và cái đầu bấm điện đây. Răng nó vẫn chưa còn nguyên nha các bác, chưa có chày trượt gì ạ. Và lỗ này là tuốt dây điện nha các bác. Tuốt dây điện này. Tuốt ở dây là .8, .6, .4, chấm này. Đây nó có các đầu để tuốt lên đây. Và da ban đây ạ. Cái này thì size lớn nha các bác. Cái lớp vỏ nhựa ở ngoài này thì là còn liền lạc nha các bác. Vẫn còn mới, chưa có chày trượt gì hết ạ. Size của nó là 22 ạ. Size 22. Và răng lợi của nó đây em quay cận cho các bác xem. Đấy, răng lợi của nó vẫn ok nhá. D40 em bán 150 nhá các bác. Em bán 150. Em qua D41 ạ. Em có một cái cây này nó, đây nó mở hai đầu, một đầu 19 và một đầu 21 ạ. Đầu 19 và đầu 21. Đấy, em mở này là các bác nghe rồi. Nghe tiếng thế là ok rồi. Cây này thì size của nó đây, nó 23 ạ. Size 23. D41. Em bán 150 nha các bác. D41 150, một cây mở, một đầu 19, một đầu 21. Cái này thì là hiếm lắm ạ. Hiếm mà có cây đầu 19 21 để cho các bác sử dụng luôn nữa. D41 em bán 150 nha các bác, 150. Em qua D42 ạ. D42 em có một cây kéo tỉa này các bác, cây kéo cắt này. Này. Lò xo của nó chữ V nha các bác. Này, thép của nó đây. Lưỡi của nó thì còn đầy sắc bén luôn nhá. Đấy. Nó có chữ này, bên bề mặt này là có chữ luôn. Tay cầm thì liền lạc nhé các bác. Ốc này có thể mình mà mở ra để mình vệ sinh được đấy ạ. À, cái nhựa nó bọc vẫn còn nguyên nhé các bác. Vẫn còn nguyên. Cây này thì size của nó là rơi vào 20 nhé các bác. Rơi vào 20. D42 em bán 200k nhé các bác. D42 là 200k. Em qua D43. Em qua D43 nhé các bác. Một cây kéo nữa đây ạ. Này, tay cầm của nó thì đây, nó có cái chốt bằng cái thép đây ạ. Lò xo chữ V luôn nhá các bác. Và nó có chữ A, chữ A RS các bác ạ. Cây kéo này của RS. Bên này cũng vậy ạ. Da bàn đây. RS. Đây này, RS đây các bác. Tay cầm của nó rất là mới luôn ạ. Lưỡi thì đầy sắc bén luôn nha các bác. Lưỡi đầy sắc bén. Và trên cái ốc của nó đây. Trên cái ốc nó cũng có chữ luôn này các bác. RS luôn ạ. Đấy, ốc này mình có thể mở ra này. Đây cũng có đóng luôn. RS luôn. Đây ra bàn nha các bác. Này ra bàn đây. Cây này thì nó, mình cho nó làm này cho mình đỡ trơn trượt đấy ạ. Và em đo chiều dài của cây này. Cây này nó rơi vào là 19 nha các bác. Nó rơi vào 19 20 đấy ạ. 20. D43 là em bán 340 các bác. D43 em bán 340 ạ. Em qua D44 em có một cây cạp nha các bác. Cây cạp này thì là, đây em đo cận lưỡi này. Nó bị em không biết mài nha các bác. Các bác thợ mình về mài là ok lắm ạ. Đây.
nó chỉ có một tí chấm ở chỗ này thôi, nó hơi mẻ một tí thôi nhưng mà vẫn cắt vô tư ạ. Các bác thợ mình về mài đi cho em, lớp sơn mạ của nó đây vẫn còn láng mịn này nhá các bác. Cây này thì size của nó là 20.5 ạ, 20.5. D44 em bán 300k các bác. D44 em bán 300k một cây cạp. Các bác về mình mài lấy nhá, nó hơi mẻ một tí chỗ này đây, nên em bán 300k thôi ạ. Em qua D45 ạ. Em qua D45 thì em có một cái cuốc cán của nó ấn bằng hơi nhá các bác, ấn nhiệt đó. Đấy, cán tay cầm này vẫn còn láng mịn nhá các bác. Và cái lưỡi của nó đây, lưỡi của nó đây, nó là lưỡi rèn thủ công, lớp sơn mạ còn nguyên. Em đo chiều ngang của lưỡi đây, nó rơi vào 12 ạ. Nó rơi vào gần 12 nhá các bác. Và cây này thì nó chiều dài của nó là 58 ạ. Chiều dài của nó là 58 sen nhé các bác, 58 sen. D45 em bán 180. D45 em bán 180. Và em qua D46, em có một cây cuốc này. Tay cầm của nó đây ạ. Và nó, cái này thì nó có 4 răng nhé. Mọi khi những cây cuốc kia chỉ có 3 thôi, cái này thì có 4 răng. Và đầu đóng của nó đây. Đấy, chắc chắn khi các bác mình cuốc đất này, cái này thì làm tơi đất này. Em đo chiều dài của cây này, cái cán của nó ạ, nó rơi vào là 38 nha các bác. Và cái qua lưỡi, hai lưỡi đây, nó rơi vào 22, gần 22 ạ. Và lưỡi bên cái ba răng, bốn răng này nó rơi vào 11. Cái lưỡi cuốc của nó đây ạ. Cái lưỡi cuốc của nó là dài 8 nha các bác. Và bản ngang của lưỡi cuốc nó rơi vào 6 ạ. Một cây cuốc đa năng này. D46 em bán 180 ạ. D46 180. Các bác mình làm vườn thì cái này rất là tiện ạ. Vừa cuốc vừa cào luôn. D46 180. Em qua D47 ạ. Em qua D47 em có một cái thước Tajima nha các bác. Đấy, em lại có cây thước Tajima đây, hình thức của nó đây, lớp sơn mạ nó còn nguyên ạ. À, em nó còn trong cái hộp này nhé các bác, nên em không có bóc ra, không có bóc ra, các bác nhìn này là biết rồi. Cây này thì size của nó là 60 nhé các bác, size của nó là 60 này, các bác mở ra là xài thôi. Hiệu của Tajima là ok lắm rồi ạ. D47 em bán 400k nhé các bác. Đằng sau của nó đây ạ. Nó có sử dụng, hướng dẫn sử dụng hết đây ạ. Nó còn trong cái hộp nên em không có bóc ra nhé các bác mình. Em không có bóc ra. D44 em bán 400k. Một cái thước của Tajima. Em qua D48 ạ. Em qua D48 nhé các bác. D48 thì em có một cái thước đây. Đấy, hình thức của nó đây ạ. Và nó, cái này nó làm cây thước luôn. Nó là 55 sen. Đấy, 55 sen. Đấy. Và trên đây là nó chia hết ra nhé các bác. Đây, từ 0 này, 0 đến 70. Bên này 0 cũng đến 70 luôn. Một cái thước đây. D48 này em bán 200k nhé các bác. D48 200k. Em qua D49 ạ. Em qua D49 thì em có một cây cưa, nó còn trong cái hộp này nhá các bác. Này, còn nằm trong cái hộp tem mác của nó đây ạ. Cây này thì là size của nó là 30 nhá các bác, size 30. Hình thức của nó đây. Ví dụ như các bác cầm này để cưa này. Đấy. Chữ nhật đây ạ. Răng thì sắc bén luôn nhá. Không có cái nào vênh váo gì hết ạ. Em đo chiều dài của cây cưa này. Nó rơi vào 47 và lưỡi sử dụng của nó là 32. Lưỡi sử dụng của nó là 32. Một cây cưa nó còn nằm trong hộp size 30. D49 em bán là 150k. D49 150k. Em qua D50 em có một cây dìu của Mỹ nha các bác. Cây này thì nó dài độ 1 mét ạ.
và nó nặng cả cán của nó là khoảng gần 3 kg. Nó có một dãy chữ số đây các bác, nó còn nguyên lớp sơn mạ. Ví dụ như mình có đánh ra là nó có một dãy chữ số đây, em để nguyên zin lớp sơn đấy ạ, em không có mài ra. Cái đầu của nó đây đấy, em để nguyên zin nhá. Cái đồ cái này thì của quân đội Mỹ nhá các bác. Cán của nó đây, cán thì chắc chắn ạ, nó dài khoảng 1 mét nhá các bác. Cây này nặng cả cán là gần 3 kg, khoảng 3 kg, 3 kg 1 ạ. Nó có một dãy chữ số đây, lớp sơn của nó rất là dày nhá các bác, rất là dày, nguyên zin luôn đấy các bác. À, cây này thì D50 em bán 650k nhé các bác, 650k. Em qua D51 ạ. Em cũng có một cây dìu luôn, size lớn nhá các bác. Cây này cũng nặng như cây kia. Và lớp sơn mạ của nó đây ạ. Đấy, cây này thì nó mấy lớp sơn luôn các bác, để nó bong một tí lớp sơn bên ngoài. Đây cũng có một hàng dãy hàng chữ số đây. Nếu mà mình cà ra cái sơn này là một dãy chữ số ở chỗ này. Cái đầu đóng của nó đây ạ. Hai bên mặt nha các bác. Đấy. Tay cầm của nó đây ạ. Và trên cán của nó. Này. Cán của cây này thì nó cũng có một dãy số đây các bác. À, ngoài bãi người ta nói là ở bên quân đội Mỹ là cây của người nào là số của người đó luôn đấy các bác. Đấy. Tay cầm của nó đây. Và đầu đóng của nó đây. Cây này là D51 nha các bác. D51 em cũng bán 650 ạ. D51 em cũng bán 650. Em qua D52. D52 đây. Đây nó cũng có hiệu của Sun. Đây nó có hình con phượng hoàng lửa các bác. Đấy, em chỉ mài một tí này ra để cho các bác nhìn thấy logo, còn để nguyên lớp sơn mạ luôn nha các bác. Nguyên lớp sơn mạ luôn. Đấy. Tay cầm của nó đây, cán của nó còn chắc chắn nha các bác. Nó chiều dài của nó là rơi vào 40 ạ. Chiều dài của nó 40. Và chiều dài của lưỡi này, chiều dài của lưỡi nó rơi vào là 17 ạ. Bản ngang của lưỡi này nó rơi vào 8 nha các bác. Bản ngang của lưỡi nó rơi vào là hơn 8 một chút xíu ạ. Đấy, nó có logo hình con phượng hoàng lửa đây. Tay cầm của nó còn rất là đẹp. D52 em bán 580 nha các bác. D52 em bán 580. Em qua D53 ạ. Đây cây này thì nó có logo hình con phượng hoàng lửa đây các bác. Này. Lớp sơn mạ cũng còn nguyên ạ. Lưỡi thì sắc bén nha. Này. Để nguyên zin luôn đấy các bác. Nguyên zin luôn. Cây này thì để em cân thử xem nó nặng bao nhiêu ạ. Nó nặng 1,2 kg nha các bác mình. Nặng 1,2 kg. Cây này thì ở cán nó có bị xích mất một tí đây, nhưng nó chỉ có một đường nhỏ thôi nhé các bác. Và đây chỗ này nó có một ít dập đây. Đấy, cây này thì em đo cán của nó ngắn hơn một chút xíu ạ. À, nó rơi vào là 45 năm nhé các bác. Rơi vào 45 năm. Và lưỡi sử dụng của nó, lưỡi sử dụng của nó cũng rơi vào 8,5 ạ. Chiều dài của lưỡi sử dụng, à, nó rơi vào là 17 cm. À, một cây dìu của Mỹ, hiệu con phượng hoàng lửa đây các bác, nguyên zin. D53 em bán 580 ạ. Em qua D54 em có một cây dìu của US nhá các bác. Cái này thì nó sản xuất năm 1944 ạ. Đây. US là sản xuất năm 1944. À, cái cây này thì nó là cây số 1 thôi, không có cây mà sản xuất năm 445 ấy, thì nó còn có vài cây ạ.
Đấy, hình thức của nó rất là đẹp luôn. Và chỗ này em nghĩ chắc chắn nó phải có một dãy số gì nữa, lớp sơn mạ nó đây này. Lớp sơn mạ nó rất là dày nên em không có, em để nguyên zin thôi. Đấy, lưỡi của nó đây ạ. Đấy. Mình mở ra thì nó mất zin đi ạ. Đấy, tay cầm của nó, cái cán này rất là đẹp luôn nhé các bác. Cán này rất là đẹp. Và đặc biệt là nó sản xuất năm 1944 nha các bác. US. Đấy. À, D54 em bán là 1.500.000 nhé các bác. 1.500.000. Cây này thì nó nặng là 850 gram nhá. 8 lạng rưỡi ạ. 8 lạng rưỡi. Và lưỡi của nó, cái cán của nó chỉ rơi vào là 33 nhé các bác. Chiều dài của lưỡi là 13. Và bản ngang của lưỡi đây 8 cm ạ. Bản ngang của lưỡi là 8 cm, 8,5 ấy. Bản ngang của nó là 8,5. Một cây rìu US sản xuất năm 1944. D54 em bán 1.500.000. D54 1.500.000. Em qua D56 ạ. À, D55 ạ. Em có một cái lưỡi Tanto nhé các bác. Nói lên thép Tanto thì các bác mình biết rồi. Cây này thì các bác về mài lại đi làm lóc cá hay là mình kiền vải vào đây mình sử dụng thì rất là ok. Cây này thì chiều dài của nó, chiều dài của nó rơi vào là 28 nha các bác, rơi vào 28 cm. Bản ngang của nó đây, nó rơi vào 2,5 ạ, rơi vào 2,5. Lưỡi của nó thì cực kỳ sắc bén ạ. Thép Tanto là các bác mình biết rồi. D5 là em bán 400k nhé. D5 em bán 400k. Em qua D6 ạ. À, D56 ạ. D56. Em có một cái con dao đề 3 này. Nó vẫn còn mới này các bác. Chữ khắc trên bề mặt đây. Đấy. Cái này thì các bác mài cái là ra thôi ạ. Vệ sinh cái là ra mà sống nó còn mới này nhé các bác. Cây này chưa qua sử dụng luôn ạ. Chiều dài của cây này nó rơi vào là 23 ạ. Rơi vào 23 và chiều dài lưỡi sử dụng nó là 11 nhé các bác. Bản ngang của lưỡi dao này nó là 3.6 ạ. 3.6. Và cây này nó dày là rất là dày các bác. 6.41 ạ. 6.41 một con dao đề 3. Chưa qua sử dụng. Khâu thì khâu nhựa nhé các bác. Mài một mặt ạ. Mài một mặt. Chữ khắc trên bề mặt đây. D56 em bán 100k. D56 em bán 100k. Em qua D57. Em có một con dao lóc nhá. Một con dao lóc ạ. Tay cầm của nó đây ạ. Khâu của nó khâu sừng nhá các bác. Và nó có chữ da ban này. Còn mờ đây các bác. Lưỡi là lóc. Con này thì cắt thịt bò thì đỉnh luôn rồi các bác. Lóc gân bò, lóc cá. Này nó có chữ da ban mờ, còn mờ đây ạ. Đấy. Cán của nó đây. Em đo chiều dài của cây dao lóc này nó rơi vào 41 cm ạ. Và lưỡi sử dụng của nó đây. Lưỡi sử dụng của nó là 28 cm nhé các bác. Chiều ngang của chỗ lớn nhất đây là 4 cm ạ. Em đo chiều dày của cây dao này 2.52 nhé các bác. 2.52. Một con dao lóc này. Lưỡi rất là dày, dài. Sắc bén luôn. D57 em bán 680 nhé. Em qua D58 ạ. D58 thì em có một con dao này. Nó mài một mặt ạ. Mài một mặt bản vuông ạ. Bản vuông. Tay cầm của nó đây ạ. Đấy. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào 31 cm. Và lưỡi sử dụng nó là 16.5 ạ. Bản ngang của nó đây là 5 cm.
chiều dày của con dao này ạ. 3.66 nhé các bác. D58 em bán 300k. D58 300k. Em qua D59 ạ. D59 một con dao dáng nó đầy ạ. Đấy. Da ban nhé các bác. Cây lưỡi vuông này cũng có da ban luôn này ạ. Lưỡi vuông này cũng có da ban đây. Các bác mình nhìn thấy chưa ạ? Đây da ban này. Cây này thì mũi nhọn, dáng nó mũi nhọn. À, chiều của dài của nó là 33 cm nhé các bác. Chiều dài của lưỡi sử dụng nó là 19 ạ. Chiều dài của lưỡi sử dụng 19. Bản ngang của nó đây. Gần 4 ạ. Gần 4. Và nó cũng dày là 4 chấm nha các bác. Dày 4 chấm. D59 em bán 280. Em qua D60 ạ. D60 thì em có một con dao này là sashimi nha các bác. Này, chữ khắc trên bề mặt nó đây. Lưỡi thì sắc bén ạ. Đấy, chiều dài của nó đây. Con này thì khâu sừng nhá các bác, khâu sừng. Chiều dài của nó là 42 năm ạ. Chiều dài của nó 42 năm và lưỡi sử dụng của nó là 26 ạ. Lưỡi sử dụng 26. Bản ngang của con dao này thì chỗ lớn nhất đây nó là 3 cm nhá các bác. Và nó dày. Nó dày là 5.32 ạ, dày 5.32. Khâu sừng. D60 em bán 250 nhé các bác. Và cái khâu của nó có bị nứt một ít đây ạ. Nhưng mà mình xài còn chán nha các bác, không bao giờ hỏng đâu. D56 250. Em qua D57. À, D60 nhé các bác là 250. Và em qua D61 ạ. D61 em có một con dao đây. Con này thì lưỡi mới khâu nó đúc liền nhau ạ. Lưỡi mới khâu đúc liền nhau. Đấy, cái cán nó rất là chắc chắn luôn. Nó có giống nội địa ở đây này. Con dao này của Đức các bác ạ. Dao này của Đức. Gẹt măng nì này của Đức này. Này. Bề mặt của nó láng mịn nha các bác. Khâu với lại lưỡi là đúc liền nhau. Em đo chiều dài của cây này nó rơi vào 30 ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 18 nha các bác. Lưỡi sử dụng của nó là 18. Chiều dày của dao này ạ. À, nó là 3.12. 3.12. D61 em bán 200k nha các bác. D61 em bán 200k. Em qua D62 ạ, là một con dao chặt nha các bác. Em có một con dao chặt đây. Nó có dấu nội địa để dấu trên bề mặt đây. Khắc trên bề mặt. Lưỡi thì mài một mặt ạ. Lưỡi mài một mặt. Tay cầm của nó đây ạ. Con dao này thì nhỏ. Này nó có lớp cái rãnh tản lực đây. Mài một mặt. Láng mịn nha các bác. Láng mịn. Tay cầm của nó đây ạ. Em đo chiều dài của cây này. À, nó rơi vào 32 ạ. Nó rơi vào 32 và lưỡi sử dụng của nó là 17.5. Bản ngang của con dao này là 4 ạ. Con dao này nhỏ gọn nhé các bác. Các bác mình có thể chặt dừa cũng được. Nó rất là chắc chắn luôn ấy. Chặt gà, chặt vịt. Đấy, D2, D62 này em bán 280 nhé các bác. D62, 280. Em qua D63 ạ. D63 này em cũng có một con dao chặt này. Cái này em ghi lộn. Cái này là D63. Đây là 63 nhé các bác mình. Đây này là D63. À, một con dao đây cũng mài một mặt nhé các bác. Mài một mặt. Đấy. Tay cầm của nó vẫn còn chắc chắn ạ. Em đo chiều dài của con này. À, nó rơi vào là 34 ạ. Rơi vào 34 và lưỡi sử dụng của nó là 17. Lưỡi sử dụng nó 17. À, bản ngang mà ở đầu nó rộng nhất đây.
nó rơi vào là 5 sen nhá các bác. Sống của dao thì còn mới này. Và chiều dày của nó 5.66 ạ, dày 5.66. D63 em bán 3280 ạ. 62 cũng 280 và 63 cũng 280. Em qua D63 đây, em có một con gấu nha các bác. Hình thức của nó đây ạ. Nó lớp sơn mạ màu này nhá các bác. Này. Nhát độc của nó thì rất là đẹp ạ, gấu ngậm cá hồi nhá các bác. Một con gấu ngậm cá hồi. Con này thì nó lớp sơn mạ nó màu này. Hôm qua thì em bán lớp sơn mạ của nó màu vàng nhá các bác. Con này cũng size lớn luôn. Nhát độc của nó rất là đẹp. Sơn cũng rất là đẹp luôn. Nó còn mới ạ. Rất là mới. Khi các bác mình trưng bày, sưu tầm, hoặc là mình để trong tủ kiếng của nhà mình ấy, cây này thì là con gấu này rất là đẹp luôn. Chiều dài của nó, nó rơi vào là 28 nha các bác. Và nó cao, nó cao khoảng là 22 ạ. Nó cao khoảng 22. Một con gấu rất là đẹp luôn. Nó có giá trị sưu tầm đấy các bác. Các bác mình mua con này mình để trong tủ kiếng hoặc là trưng bày. D63 em bán 720. Và nó là gỗ ở bên Nhật. Cái gỗ này thì các bác nói là gỗ tùng hay là gỗ sồi gì ở bên Nhật đấy ạ. Nó nhát độc của nó làm rất là đẹp luôn đấy. Một con gấu rất là dễ thương. D63 em bán 720 nha các bác. 720. Và em có một cái dây bảo hộ nha các bác. Em có một cái dây bảo hộ đây ạ. Này. Đấy. Nó còn tem mác của nó đây. Hiệu Fuji ạ. Hiệu Fuji nha các bác. Này, móc của nó đây ạ. Em kiểm tra móc hết rồi. Khi các bác mình lên độ cao nè, những cái này là nó có hết luôn ạ. Lên độ cao thì phải có dây bảo hộ này thì nó mới an toàn nhá các bác. Cái dây này thì mình có thể thắt vào bụng này. Và cái dây này, cái dây này là lớp một lớp dây thừng này thì rất là khỏe nhá các bác. Em kiểm tra vẫn còn mới tinh luôn. Dây này vẫn còn mới này. Cái tay cầm của nó đây. Cái này thì mình móc lên mình móc lên cao, còn một cái dây này thì mình móc vào người. Đấy. Có hai đầu móc luôn.